hãy sôi động và hào hứng mua sắm sản phẩm mà bạn đang mong muốn cùng chương trình khuyến mãi nóng nhất và tưng bừng nhất năm nay mang tên Thứ Sáu Cuồng Nhiệt cùng Intel. Chương trình khuyến mãi diễn ra trong 3 ngày duy nhất, 8 đến 10 tây tháng 8 năm 2014 tại Mai Phương Computer, số 3 Hưng Đạo Vương, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, với cơ hội tham gia là nhận quà và còn được mua sắm thỏa thích với giá sốc đến bạn còn bất ngờ. Hãy là một trong những người đầu tiên mua hàng bắt đầu từ 9 giờ sáng để có những cơ hội sau. Chỉ cần tham gia là nhận được quà 100 áo thun sành điệu cho 100 người đầu tiên đến cửa hàng. Bên cạnh đó, vào 3 ngày của chương trình, 50 khách hàng nhanh chân đầu tiên mua máy tính có bộ vi xử lý Intel sẽ nhận được thẻ cào Mobifone trị giá 500.000 đồng.